Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi tối ngày 23 tháng 6 năm 2024. Bây giờ là 19:30 và em đang có mặt trên đường Cô Bắc thuộc địa phận quận nhất Sài Gòn. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị cùng em chúng ta cùng đi dạo quanh khu vực chợ Cầu Muối nhé. Đây là xóm lao động nghèo nằm ngay khu vực trung tâm quận nhất. Bà con mình sinh sống và buôn bán ở đây từ nhiều đời. Ở đây không phải là chung cư, nó giống như một cái kho hàng nhỉ. Ở trong là những con đường giống như bàn cờ vậy vị. Hồi xưa ở đây trong đó cũng là buôn bán á. Người ta gọi khu này là chợ Cầu Muối, nằm gần chợ Cầu Ông Lãnh, nhưng em không hiểu sao lại gọi là chợ Cầu Muối. Sạp hàng họ bán suốt đêm luôn vị, bán đủ thứ hết, rau, củ, quả, rồi mắm muối. Công nhân, người lao động đi làm về, chỉ cần tạt ngang đây để mua vài món về nấu cho bữa cơm chiều. Buổi sáng thì các sạp hàng nhiều hơn, nhưng mà cũng không có nhiều như hồi xưa đâu vị. Hồi xưa nguyên khu này là họ buôn bán rau củ quả, mắm muối rồi đồ ăn thức uống nữa. Bây giờ thì ít rồi, chỉ còn vài sạp thôi. Phía trước là góc giao nhau giữa đường Cô Bắc và đường Nguyễn Thái Học. Đi ngược theo dòng xe đang chạy, quý vị sẽ tới đường Trần Hưng Đạo và ngã 6 Phú Đồng. Đây cô bán cháo trắng, hộp vịt muối. Giờ những món này ở Sài Gòn hiếm lắm vị, chỉ còn những cái khu lao động nghèo này họ mới còn bán thôi. Đi thẳng theo dòng xe đang chạy là cầu Ông Lãnh, đi về hướng quận 4. Dọc con đường này hàng quán quá trời luôn nè. Những con hẻm sâu hun hút bên trong cũng là nhà luôn vậy. Ở đây nó không giống như chung cư đâu, nó giống như một cái kho hàng hồi xưa vậy. Cái con hẻm này còn lớn nha, đi vào bên trong càng sâu bên trong thì con hẻm nó càng nhỏ dần, nhỏ xíu luôn quý vị. Hàng quán buôn bán quá trời luôn nè, nhưng mà không phải chỗ nào cũng có khách đâu. Bây giờ là chỉ buôn bán phía ngoài đường này thôi, còn hồi xưa là buôn bán ở những cái con hẻm bên trong á. Ai có gì bán đó, đem ra trước nhà bán thôi, bán cho hàng xóm xung quanh. Cái này mặt bằng ở nhà thì được, chứ còn mà phải đi thuê mà buôn bán kiểu này thì không biết là trụ nổi bao lâu luôn. Giờ buôn bán cái gì cũng khó khăn, mọi người lại đổ xô nhau đi bán hàng quán ăn. Mà đâu phải ai buôn bán cũng được đâu vị, chỉ có một vài chỗ họ bán được thôi. Còn hầu hết là vắng khách. Khu chợ Cầu Muối này rất là rộng nha, nhiều hộ dân lắm luôn á. Nhà nhỏ nhỏ có mấy mét vuông thôi vị, nhưng mà cũng có chỗ chui ra chui vào. Chứ bây giờ mà làm không ra tiền mà còn phải đi thuê nhà nữa thì không có tiền đâu mà sinh sống. Mấy bác lớn tuổi thì hay chạy xe ôm truyền thống vì không có rành sử dụng công nghệ vậy. Mà bây giờ thì chạy xe ôm công nghệ mới được, chứ còn xe ôm truyền thống ít người dùng lắm.
Phía trước là góc giao nhau giữa đường Nguyễn Thái Học và đường Cô Giang. Phía trước là cầu Ông Lãnh, đi qua cầu Ông Lãnh là địa phận quận 4. Cầu Muối hồi xưa là cầu nào hỏi việc phải cây cầu này không? Chợ cầu Muối thì vẫn còn đây, nhưng mà em đâu còn thấy cây cầu Muối nào nữa đâu. Chợ cầu Ông Lãnh thì bên phía bên kia cầu, còn bây giờ em chỉ không phân biệt được giữa cầu Kho và chợ cầu Muối thôi. Hồi xưa khu vực chợ Cầu Muối trong quận 4 là vùng đất giữ ở Sài Gòn. Nhưng bây giờ thì em không còn thấy nó là vùng đất giữ nữa vậy. Mọi người buôn bán rất là hiền hòa. Ở đâu cũng vậy, mình nói năng lịch sự bình thường thì không ai làm gì mình nữa vậy. Nhà ở đây nó song song như kiểu bàn cờ vậy, rất là nhiều luôn, không biết đường có thể đi lạc ở trong này luôn. Cơm tấm sườn bì chả nè. Cơm tấm ở Sài Gòn mình thì bán suốt đêm mà vị. Đây có cái đình rất là lớn luôn. Đình này chắc có từ lâu đời rồi. Bà con mình buôn bán nhỏ nhỏ rồi chiều tối ngồi nói chuyện với nhau nhìn rất là vui vậy ha. Những hình ảnh này chỉ còn ở những khu lao động nghèo thôi. Chị bán bún bò 40.000 một tô. Hồi xưa ở khu này buôn bán nhiều lắm vậy. Dọc các con đường này là toàn buôn bán hàng quán ăn thôi. Bây giờ ế ẩm, mọi người cũng không còn buôn bán nhiều như xưa nữa. Buôn bán nhỏ mà, thấy cái gì bán được là bán thôi vậy. Đổ xô nhau buôn bán hàng quán ăn. Hàng quán mọc lên nhiều quá rồi, bây giờ cũng đâu buôn bán được đâu vậy. Bún nem nướng. Những quán ăn vỉa hè như này chỉ tầm từ 30 đến 40 ngàn thôi vậy. Quán này nhỏ nhưng mà đông nè. Quán ăn ở Sài Gòn mình bây giờ nhiều lắm mấy vị. Nhưng mà chỉ có những quán nào mà có tiếng rồi lâu đời, nấu ăn ngon mới bán được thôi. Chứ không phải là quán nào mở ra cũng có khách đâu. Phía trước là góc giao nhau giữa Cô Giang và đường Đề Thám.
Đi thẳng đường đề thám này là tới Bùi Viện rồi, nên khách Tây Ba Lô rất là thích ở khu vực này. Hồi xưa khách du lịch nhiều á, nên ở đây nhiều hàng quán. Bây giờ thì đâu còn nhiều du khách nữa đâu, nên bà con mình buôn bán cũng đâu còn được như xưa nữa. Cơm gà xóa mỡ 35.000, hủ tiếu 40 đến 45.000. Rau củ ngồi một chỗ thì bán khó, đẩy xe đi vòng vòng như bán tận nhà luôn á. Hồi xưa em nhớ còn có những cái gánh rau mà đi bán từng nhà, bây giờ thì không còn nữa đâu. Phía trước là góc đường Cô Bác và Đề Thắm. Đoạn đường Cô Bác này rất là nhiều hàng quán ăn luôn. Bên đường Cô Bác lại buôn bán được hơn bên đường Cô Giang nha. Chúng ta đi qua đường để đi hết con đường Đề Thám nha. Khu này có khách Tây rồi nè vị. Hồi xưa nhiều lắm, ở nguyên một cái đoạn đường này khách Tây họ dập nhiều luôn. Bây giờ thì ít lắm rồi. Mới có hơn 7 giờ thôi mà hàng quán họ đóng cửa hết rồi.
Đây cũng có một ngôi chùa nè. Nhìn thấy cổ lắm mấy vị, chắc từ lâu đời rồi. Kế bên cũng là một ngôi nhà cổ nè. Bên kia đường là Hội Thánh Tin Lành. Mẹ cho con tâm phía trước là góc đường Đề Thám và Trần Hưng Đạo. Đi thẳng hết đường Đề Thám thì chúng ta sẽ tới phố Tây Bùi Viện. Đến đây thì video cũng khá dài. Em xin phép quý vị được kết lại video ở trên con đường này. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em, thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chung bên cạnh nhé. Có dịp thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.